Chào bạn nha, hôm nay mời bạn ăn giò heo hầm với lại củ khoai lang với mình nè. Đây là củ khoai lang hầm rồi, rất là ngon luôn nha. Rồi bây giờ mời bạn ăn giò heo tráng phánh với mình nha. Đây, xin mời. Hầm cũng cái lăn rất ngọt. Khoai ngọt. Mm.